hôm nay mình đi review mì cay mọi người. Đây là cái bảng giá này, mì thập cẩm, mì hải sản, xúc xích. Và sau đây hai caramel của mình là đang ngồi chờ mì cấp độ 7 luôn nha. Hôm nay em Thảo sẽ ăn mì cấp độ 7 này. Đấy, dì Tám đang nấu ba cái tô mì cay của mình đây, ở tại số 4 đường Bạch Đằng, thị trấn Cô Túc mọi người nhé. Ai có xem cái clip mình thì nhớ tới quán dì Tám ủng hộ, bấm cho một like à. Nhớ bấm kênh và đăng ký ủng hộ mình. Hai caramel của mình đang ngồi chờ mì này mọi người. Nãy Thảo nó cấp độ 7 hả? Tí anh chắc sưng cái môi lên vậy. Khóc, người ta tưởng thất tình. Đấy, Thái anh cấp độ 5, là hài lắm. Hai caramel đang ngồi chờ. Và kia là cái khung cảnh của hai học sinh ngồi ăn. Và kia là gia đình. Gia đình này rất là hạnh phúc nha. Đây, dì Tám đem ra đây. Đây là cấp độ mấy đây cô? Cấp độ 3 của con hả? Đây, cấp độ 7 nè. Thảo phải nói cấp độ 7 đó. Cấp độ 5. Đây, cấp độ 7 của em nó đây. Thì em có râu mà. Đúng rồi, chưa có chồng. Rồi. Cái mì cay phải ăn chung với cái kim chi này mới ngon hả dì Tám hả? Kim chi này, kim chua. Dạ, kim chi chua. Chiều nay thì mình được trai đẹp mời đi ăn mì cay này ở quán của dì Tám này. Mình đem Thảo à. Rồi, đây của mình là cấp độ 5 nha mọi người. Hôm nay tô mì của mình cấp độ 5 được thưởng nên là thôi mình cố gắng mình ăn. Tô mì rất là ngon này, có xúc xích này, tôm này, nấm này, rồi bắp sú và các cái gia vị khác nữa. Chắc là ngon lắm nên bây giờ mình ăn nhá. À, mọi người chúc mình ngon miệng đi. Wow, ngon nhỉ? Ngon thế. Vậy rồi. Xúc xích này mọi người. Mời mọi người ăn chiều nha. 500 anh em. Chào mọi người nhé. Hôm nay là mình đi review quán mì cay của dì Tám ở đường Bạch Đằng, số 4 đường Bạch Đằng, thị trấn Cô Túc với mọi người. Vừa rồi là mình có hai caramel của mình, một người là cấp độ 5, một người là cấp độ 7. Là mình, tô của mình cũng là cấp độ 7. Ăn hôm nay là mình có một cái dèo kèo trò chơi như thế này. Caramel của mình là mọi người đang ăn cấp độ 5 và cấp độ 7. Thì cái cấp độ 5 thì mình thưởng là nếu ăn hết không cay thì là mình thưởng 500.000. Và cấp độ 7 nếu mà ăn hết thì thưởng 700. 70. Cố ăn mọi người. Cố ăn đấy. Bây giờ cay nhưng vẫn cứ ăn. Kim chi này mọi người. Đấy. Ngon cực kỳ luôn này. Đó. Bắp sú này. Cà rốt này. Rồi bây giờ mình thử nhá. Nhìn đúng là vừa đẹp mắt này. Chắc là ngon lắm này. Ăn được 500.000 thì thôi chiều nào cũng ráng đi vậy. Ngọt ngọt chua chua ngon. Rồi mời mọi người nhé. Bây giờ mình bắt đầu review này. Đấy. Đây là tô của mình là tô cấp độ 7 maximum. Mời cả nhà nhé. Đầu tiên là mình dùng thử miếng thịt này, thịt bò này. Đây gồm có thịt bò này mọi người. Rồi mực này. Rồi có cả cái con ngao sò này mọi người ạ. Rồi là nấm này, mì này. Rồi cả cái sú sung tím nữa, người ta cho vào. Tôm này. Đấy, rất là ngon đó mọi người. Rồi, bắt đầu mình sẽ review cho mọi người anh mời cả nhà nhé. À, cay mọi người ạ. Nếu mà ăn hết cái cấp độ 7 này mà được 700.000 thì cũng ráng ăn, nhưng mà mình ăn không nổi. Nhưng mà phải cố, vì 700.000 đây mọi người. Cả
cả nhà nhá, mình tiếp tục ăn này. Cay nhưng mà ngon lắm mọi người. Ngon lắm mọi người. Cái nước dì Tám mà làm ấy, vừa cay mà vừa ngọt. Mình thêm một tí cái kim chi chua là giòn và ngon. Nó tuyệt vời. Ngon nhất Phú Túc. Mình thử tôm xem nha mọi người nhé. Tôm lấy từ Tuy Hòa lên đó, nó cũng tươi lắm. Rất là giòn, ngon không? Ăn hấp con râu nữa. Còn đây là mực này mình, mọi người ạ. Mực nhá. Ngon quá. Còn đây là chả giò, chả lụa. Tuyệt vời. Sao? Cay hả? Mì, nấm. Ngon. Ăn ngon mà lại còn được 500.000 nữa, ai không ăn. Chiều mai đi tiếp này. Nhưng mà phải tăng lên cấp độ nhé. Mỗi ngày là tăng lên một cấp độ. Thì nay năm này mới 8. Đây 7 cấp độ thôi. 8 triệu. Sẽ đến từ Chugu này mọi người. Được mấy trăm mà dính mỏ hết mọi người. Con dâu mẹ ăn thì con. Dính mỏ hết rồi. Xin từ à ông tìm làm gì đóng phố. Đây lấy cái lá cây. Mì cây ơi là cây này. Này. Mì cây hải sản. Ngon lắm. Này, bên đây là đây em nó là cấp độ 7 này. Con tôm này. Đấy. Đã chưa? Em ăn tôm luôn đi. Thảo này. Đấy, đang quay cho em ăn tôm luôn. Cấp độ 7 mà không có hành mọi người, không biết ăn hành. Biết ăn người khác mà. Tôm tươi lắm nha mọi người. Ngọt. Mì cay là phải cay. Mì cay ăn không cay là không phải mì cay nhé. Mình tiếp tục ăn cả mùi ngực cay nhưng mà ngon quá. Cay quá, phải thêm nước. Còn đây là cá viên chiên nè mọi người. Đầy đủ ha. Cái tô này, tô đặc biệt nên nó đầy đủ hết. Ngon. Làm tí vô món này mọi người nhé. Kim chi. Kim chi vô món. Đặt Hàn Quốc. Tiến đầu bếp Hàn Quốc về món mới. Rồi mình ăn cái con nhau này mọi người. Mọi người mà cảm thấy yêu mến và tin vào lóc á, mọi người nhớ bấm một đăng ký kênh và bấm một like và chia sẻ để kênh của mình ngày càng lớn hơn á. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Mọi người, hai người đẹp mà anh không hết tí mình trừ tiền nha. Nãy nó tay luôn rồi. Nãy giao kèo thưởng nhưng mà anh mà không hết liền bố trừ tiền. Bố hết cả nước. Đang nuốt đó mọi người. Đấy, anh mà không hết là bố trừ tiền như thế rồi. Quá mà là thay là may bay ngang tài rồi mọi người ơi. Cày lắm đấy. Cày lòi hai cái lỗ tài. Đây này. Thế anh mì này gọi là gì nhỉ? Bông mì đúng không? Gọi là bông súp đi. Bông súp, bông súp. Bông súp ngon này. Chào mọi người nhá. Vừa rồi là đội của mình đã ăn xong mì cay rồi. Chắc video mình xin kết thúc ở đây. Nếu mọi người cảm thấy yêu mến và tin vlog này thì nhớ mọi người bấm một cái đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào và cảm ơn mọi người rất nhiều.